Phương Bùi ấy, không ai bị mà mỗi chị bị thì chị phải xem lại bản thân chị phải bị làm sao thì chị mới bị như thế nhé. Và thường thường là tà, ai có tà hay không bình thường thì không thì sẽ bị như vậy. Mẹ tự hào ước mơ luôn luôn bên con ấm bóng phương say đầm đầy hạnh phúc. Một ngày qua lệ trào rơi ướt mi vì thời loạn lạc chiến tranh phải biệt ly. Ở nơi xa con có biết không tháng ngày qua mẹ ở đây từ bước chân tình con lặng vào đâu số này con yêu mẹ ước ước mong một ngày mai thấy con trở sẽ trở về mãi bên này. Chào chị, mời chị giới thiệu. Dạ vâng ạ, con chào cậu ạ. Con là Phạm Thanh Thanh ạ. Con xem chứng mốt con ở Hà Nội ạ. Con muốn hỏi về trường học của chồng con ạ. Chồng chị bị sao? Chị cứ nói đi. Vâng ạ, chồng con thì khoảng 10 năm trước thì có những cái biểu hiện không bình thường. Tức là chồng con luôn kiểu cảm thấy là mình bị một kiểu bệnh gì đấy mà cũng sợ chết hết ấy. Lúc nào cũng sợ đột quỵ với các thứ ạ. Sau đấy thì cũng có đi các bác sĩ Tây y để xem chị 4-5 bác sĩ gì đấy. Cho đến bây giờ vẫn uống thuốc nhưng mà không khỏi ạ. Hiện tại thì năm vừa rồi thì chúng con có bị nặng hơn ạ. Cuối năm vừa rồi thì chồng con có bị trầm cảm nặng, sau đấy là có tự mua dây về treo cổ. Xong dây đứt thì chồng con tỉnh lại thì bảo không biết tại sao tự nhiên lại chán trường như thế. Trong khi gia đình mọi người rất bình thường, yêu thương chồng con, công việc các thứ mọi chuyện không có vấn đề gì, mà tự nhiên lại cảm thấy chán nản vì bản thân mình. Xong rồi lúc nào cũng lo lắng về sức khỏe, mình bị làm sao, xong tim đập nhanh, không kiểm soát được cái cảm xúc ạ. Lúc nào cũng trong trạng thái buồn rầu, lo lắng, sợ chết, nhưng mà lại chán nản. Sau đấy thì chúng con vào trong viện tâm thần bệnh viện Bạch Mai có nằm điều trị 2 tuần ở đấy thì bác sĩ có bảo nhận định trầm cảm nặng và rối loạn lo âu nặng. Đến bây giờ thì vẫn đang uống thuốc, mà một ngày cũng uống khá là nhiều thuốc nhưng mà cảm thấy không khỏi, nhưng mà trong đầu óc cũng không được vui vẻ. Rồi, hãy tạm dừng, nghe đợi tí. Dạ. Chị nói tiếp đi, nhưng mà nói to nhá, chứ cứ thì thầm như thế là cậu không nghe thấy gì đâu. Nào chị nói tiếp đi.
thì hiện tại lúc nào nó trong khi mà nói chuyện thử chồng con không thường để ý mà cũng không muốn gần gũi vợ con nhiều hay là mọi người nhiều ạ, hãy thích ở một mình. Xong rồi là thỉnh thoảng lại bắt đầu mùa do lắm lên cơn tim đập nhanh như thế, xong ai nói gì cũng không để ý và hay bị quên, hay bị mất tập trung kiểu đó, hay rủ vời luôn. Ấy cậu ạ, thì con muốn nhờ cậu xem lúc xem là chồng con có vấn đề gì phần về phần âm mà cần phải chữa trị không, thì mong cậu giúp cho chồng. Thế này nhá, bây giờ cái trường hợp chồng của chị thì cậu chỉ có thể là chỉ giúp thôi nhá, chứ không giúp được gì đâu. Cái đầu tiên đấy là đây là cái sự trừng phạt ông ấy phải chịu, tức là những cái kiếp trước ông ấy gây ra nhiều nghiệp quả, kiếp này ông ấy phải chịu như vậy. Về cái phần dương thì đúng là bị rối loạn nó âu nhá, nhưng về phần âm đây là cái sự trừng phạt từ trên trời giáng xuống, người ta phải chịu như vậy. Được chưa? Có cách nào thì giảm bớt hoặc là hóa giải không ạ cậu? Muốn giảm bớt hóa giải thì thứ nhất là bây giờ thì phần hồn vía của người ta đã ra khỏi cơ thể khá nhiều, thế nên người ta sẽ một ngày nặng hơn nhá. Từ lúc đấy giờ chắc chị phải thấy nó phải gấp lên 2-3 lần rồi nhá. Và cái cách giải bây giờ chị là vợ, ngoài người ta gọi sao nhỉ, nghiệp thì phải đi tìm cách để giảm nghiệp. Mà muốn giảm nghiệp thì thứ nhất là phải tìm cái vị nào phúc đức người ta chịu thay cho, hoặc là xin các ngài gánh bớt cho. Bây giờ thì con cũng chỉ biết là trước đây thì vợ chồng con đúng là cũng không tin về tâm linh nhiều, chủ yếu là cũng chỉ nghĩ về nhân quả là mình không làm điều ác thôi ạ, chứ cũng chưa nghĩ là đi cầu đi khấn hay gì. Đấy là vấn đề của vợ chồng chị, thấy ạ. Vâng, cho đến bây giờ thì bắt đầu con tin nhiều hơn ạ. Nên bây giờ cũng xem Facebook cậu nhiều, livestream con cũng hay xem, dụ xuyên hôm nay được cậu gọi thì mong cậu chỉ lối cho vợ chồng con. Đấy, chỉ rồi đây. Tức là bây giờ con phải đi, thứ nhất là con phải tu tập rồi phải cố gắng sám hối nhiều đúng không ạ? Cố gắng công đức cho oan gia trái chủ của chồng con ạ. Cái này là trời phạt, không phải là oan gia trái chủ phạt nhá. Không phải oan gia trái chủ hả cậu? Thì cái này là trời phạt. Ở đâu hả cậu? Sao? Thế thì cái cậu có thể cho con biết là ai trừng phạt chồng con đúng không ạ? Có cách nào để cho... Tôi đã bảo là trời phạt còn gì nữa. Cậu có thể nói cụ thể hơn không ạ? Hoặc là con phải đi đến điện hay là đến chùa hay đến chỗ nào mà gặp đúng cái ngày đấy được không ạ? Để con xin con cầu ạ. Không có ngày nào cả, đây là trời phạt. Những kiếp trước chồng con có làm cái điều gì mà lại bị trừng phạt thế hả cậu? Nhiều lắm. Vậy thì ở trong kiếp này thì liệu chồng con có
trở lại bình thường đúng không ạ? Nếu mà bọn con bảo rồi trở lại bình thường hay không còn chờ kỳ tích. Gặp được ai, ví dụ như là một vị Phật sống chẳng hạn, người ta chịu thay nghiệp cho, chịu thay sự trừng phạt cho thì đỡ. Còn không thì phải đi xin trời. Đi xin trời thì với cái nghiệp này của chồng chị, đây chỉ là một nghiệp này thôi nhá. Nghiệp này qua thì nghiệp khác sẽ tới. Với cái nghiệp này của chồng chị ấy, thì tôi nói thật, có bán hết cả nhà cả đất đi, xong rồi đi công đức để đúc tượng hay là đúc chuông thì cũng không ăn thua, chưa thấm vào đâu cả. Thế nên thôi, cái chịu khó mà tu tập thôi, chả biết chỉ sao đâu nhé. Chỉ là cậu. Cái gì? Cậu có thể giúp được chồng con không ạ? Không, tôi đã nói từ đầu là tôi không giúp được còn gì nữa. Chỉ là chỉ cho chị thôi. Còn nói cho chị biết một điều nữa ấy, là chồng chị nó chỉ là cái cảnh báo ban đầu thôi. Bản thân chị nhá, sau này chị không tu tập đi thì rồi sớm muộn. Thôi nói thế thôi. Tại vì là xem gọi như là thật ra có nhiều từ đúng không nghe được cậu ạ. Thì chắc con sẽ xem lại livestream còn để nghe rõ hơn ạ. Có cái gì mà cậu chỉ bảo cho con thì cậu nói nốt giúp con. Đấy, chỉ khuyên chị là tu tập và sám hối đi để tự cứu được bản thân chị đi. Cố gắng tu tập, có phải đến các tiền các chùa cầu xin không cậu? Đến hay không là tùy tâm chị nha. Dạ vâng. Vậy nhá, vâng. Chào chị. Vâng ạ, con cảm ơn cậu ạ. Dạ, con chào cậu. Mọi người có thắc mắc là cái người chồng này bị nghiệp gì không? Cậu sẽ nói cho biết. Các kiếp trước ấy là chuyên đi nói những cái lời nói hoặc là kể những cái xấu của người khác ra, hoặc là luôn luôn nói những cái lời nói làm người ta rơi vào gọi là điên loạn, làm cho quá nhiều người bị điên loạn đấy, hoặc là kể những cái điều xấu của một người khác với lại tất cả mọi người, xong bảo tất cả mọi người đi kể với lại tất cả những người khác để những người tất cả mọi người tránh xa cái người đấy, làm cho họ bị điên loạn. Đây cái nghiệp đây nó vận lại vào cái này, luôn luôn sợ hãi sợ sệt và điên loạn thế thôi. Cái này thì trường hợp này nó là một cái bài học để gửi tới những ai đã và đang đi tuyên truyền xấu về người khác, làm cho người ta bị tổn hại về tinh thần hay là não bộ. Được chưa? Người ta gọi là gây cái sự khổ đau cho người khác ấy. Đấy. Nhất là những người mà từng theo tôi. Đấy, gửi luôn bài học đến nhá. Và thêm một lời nữa là các người bớt ảo tưởng đi. Đến bây giờ các người đi gọi điện cho từng người một bảo là tôi theo tà, xong đến bây giờ vẫn ảo tưởng là các người với các ngài đang đợi tôi để tôi quay lại. Tôi nghe tôi buồn cười quá. Bớt ảo tưởng đi nhá. Mới tu tập được vài tháng nòi, nghĩ là mình giỏi, mình đã lựa chọn được đúng đường các ngài hay sao? Đến Tề Thiên Đại Thánh còn bị tà nó hóa thành Phật nó lừa cái kìa. Thế là mấy người hãy tỉnh táo, tĩnh tâm và tỉnh táo lại đi. Đến bây giờ mà vẫn còn bảo nhắn tin cho tôi, xong bảo là không ai bỏ cậu cả. Tôi nói cho biết này,
tôi từ các người nhá, các người có đến xin tôi theo tôi lại tôi cũng không cho. Thế nên đừng nghĩ cái kiểu là bây giờ tôi phải chạy theo để xin các người vì các người đi đúng đường. Các người nghĩ các người đi đúng đường à? Lực cười. Phán đồ mà lại còn làm trò. Tiếp mọi người khác nhé. Xin lỗi mọi người, cậu hơi bức xúc tí. Hãy biến đi ở nơi xa, mẹ có nhớ con tháng ngày qua. Tôi chống mắt chờ nghiệp nó tìm tới các người, khi đó đừng bao giờ đến tìm tôi. Xem âm binh nó có thể che được nghiệp của các người đến bao giờ. Ở đây từng bước chân là trong khoảng không trong bóng, mẹ ở đâu có biết trái tim con hằng đêm lẽ loi tìm dưới gió sương những yêu thương. Tầm trưa mai thì cậu có mặt ở đền Quan Tần Tranh nhé. Thế là ai muốn nhờ giúp gì thì có thể ra đền Quan Tần Tranh đợi cậu. Được chưa? Còn bây giờ thì chắc là thôi, cậu xin phép là tặng mọi người bùa nhé, để có thể đẩy hết vong tà đang theo mọi người cũng như trong người mọi người ra nhé. Cái này thì cậu sẽ chỉ để cho 3 ngày thôi, bởi vì là sức của cậu nó cũng đang ốm. Mọi người thông cảm. Để xem có 3.000 chia sẻ, không biết có lỗi không mà mọi người yêu thương mọi người như thế mà mọi người không chịu tu tập nữa thì chịu. Bước chân tìm con lòng bao đau gió, này con yêu mẹ ước ước mong một ngày mai thấy con thơ sẽ trở về mãi bên mẹ. Để có 3.000 chia sẻ thôi mà vẫn chưa đủ, thế này thì có nên tặng bùa nữa không nhỉ? Mất công mất sức mà mọi người không yêu thương gì này chết rồi. Đấy, các cậu đợi nhá, đợi 2 phút, đợi cho nó đủ xong rồi lại tặng. Gió, con giật mình ngắn ngơ,
mẹ yêu nay đã bước đi để con một mình bơ vơ. Con ngồi trong bóng tối, mặt lệ nhòa mãi thôi. Người lúc bên con bỗng dưng nay biến đi. Ở nơi xa mẹ có nhớ con tháng ngày qua, con ở đây từng bước chân là trong khoảng không trong vắng. Mẹ ở đâu có biết trái tim con hằng đêm lẻ loi tìm dưới gió sương những yêu thương. Con là bao âu yếm mẹ tự hào ước bên con ấp ôm phút giây đông đầy hạnh phúc. Nhưng rồi một ngày kia lệ trào dần ướt mi vì thời loạn lạc chiến tranh phải biệt ly. Ở nơi xa con có biết không tháng ngày qua, mẹ ở đây từng bước chân tình con lòng bao đau xót. Mẹ ước mong một ngày mai thấy con về sẽ trở về mãi bên mẹ. Đây, bộ trên tay cậu mọi người nhìn sáng không? Này, tôi di chuyển qua đây, nhìn thấy sáng không? Cứ nhìn vào cái khoảng này là thấy sáng không? Đây. Đấy, mọi người nhìn vào cái khoảng này trên tay cậu này thấy sáng không? Thấy chưa? Di ra chuyển trước mặt cậu thấy sáng không? Sáng không? Sáng không? Đây là bùa nhé. Bây giờ sẽ tặng mọi người sau đó thì mọi người cảm nhận người của mọi người xem thấy nó khác như nào nhé. Sau đó thì comment vào trong đây cho cậu nhé. Cảm ơn mọi người. Sau đó thì comment vào đây giúp cậu xem thấy người sao. Lúc bên con bỗng dưng nay biệt ly. Ở nơi xa mẹ có nhớ con tháng ngày qua, con ở đây từng bước chân là trong khoảng không trong vắng. Mẹ ở đâu có biết trái tim con hằng đêm lẻ loi tìm dưới gió sương những yêu thương. Con là bao âu yếm mẹ tự hào ước. Ở bất kỳ đâu cũng cảm nhận được nhá, kể cả nước ngoài. Nhưng rồi một ngày kia
lễ chào dân ước mình. Vì thương loạn lạc chiến tranh phải biệt ly. Ở nơi xa con có biết không, tháng ngày qua mẹ ở đây từng bước chân tình. Con lòng bao đau xót này con yêu mẹ ước, ước mong một ngày mai thấy con về sẽ trở về mãi bên mẹ. Làm mọi người thấy cảm nhận thấy người sao thì con muốn lên cho cậu đi. Con muốn đi khổ quá để cậu còn đi ngủ. Những khi cảm ơn không thì chết. Thoải mái hơn của họ chỉ thế thôi à. Không muốn đi nhưng giờ cậu cho bùa các bé đang sợ. Cậu ơi đang khóc quá trời. Các bé không có hại chị thì bùa cậu không có làm các bé đau đâu nhá, nên các bé không có gì phải sợ. Miễn là không vào người của người dưng là được nhá. Các con đi theo cũng được nhưng mà đứng xa xa người dưng ra vậy là được nhá. Không các con đợi ngày này cậu cầu siêu nhá thì bảo cô ấy đăng ký cả cho nhá. Còn nhà này nữa quên thì chỉ lốt, ta hứa với họ rồi chỉ lốt vậy. Một
Nào, bây giờ chị giới thiệu đi, xong chị muốn hỏi cái gì? Con chào cậu ạ. Ừ, muốn hỏi gì thì nói to lên nhé. Dạ, con... Con hỏi là... con hỏi là nhà con vừa mới mất. Thì con xin cậu là cho con hỏi là cái nghiệp của con ấy. Thì có... Bây giờ chị kể, chị phải kể đầu đuôi ra, lại kể nưng chừng thế thì ai biết trả lời với nhà chị làm sao? Hả? Con là Nguyễn Thị Hoài ạ. Con sinh năm 1983. Con hỏi cậu là nhà con vừa mới mất đấy. Con hỏi cậu là cho con hỏi là cái nghiệp của nhà con. Con chào cậu ạ, mẹ con không biết nói, con nói hộ ạ. Ừ thì ngồi hoài đi, chóng mặt quá. Dạ, con chào cậu. Con tên là Đinh Công Duy, con là con của mẹ con. Bố nhà con là một năm mất 4 người, con không biết. Bố con mới mất từ hôm Chủ nhật tuần trước ạ. Con hỏi cậu là nghiệp của con như là để con sắm hối, con đỡ giúp ạ. Là bây giờ bạn cho sa cam ra nhé. Xong rồi nói to lên rồi nào, không nghe cái gì cả. Là nhà con năm nay là một năm là mất 4 người. Ông con mới mất 16 tháng 7 âm lịch năm ngoái. Trong đến 19 tháng 6 năm nay thì bố con mất. Nó mất 4 người, cả dưới là nội nữa, hai bác cũng mất ạ. Con muốn hỏi cậu là dạ, con tính... Bác đầu tiên mất tên là gì? Dạ. Bác đầu tiên mất tên là gì? Đầu tiên mất tên là gì? Dưới kia cơ mà. Dưới quê nội ở xa cái gì mà tên là cái gì cha anh. Còn cụ sau là cụ sau là cụ gì? Bà cụ Trúc ạ. Còn bộ ông con là Đinh Xuân Quý, còn bố con là Đinh Văn Tuấn ạ. Ừ được rồi nhá. Vậy nói cho bạn biết này, cái ông bạn với lại cái cụ gì nhỉ, đọc tên hai cụ cái thằng. Hai cụ kia là một là cụ Tranh với là một cụ Trúc ạ. Ở đấy cái cụ Trúc đấy nhá, với ông bạn là bị trùng nhá, chết trùng. Còn hai người kia là bố bạn với cái bác kia là chết theo trùng thôi nhá. Dạ vâng ạ. Thế đấy, bạn thắc mắc cái gì? Có nghĩa là nghiệp con nào để con biết để con đi cắt trùng hay là thế nào? Cái này đồng gọi là bạn bị chết hai người trùng như này. Hai người chết trùng. Cái này thì bạn cứ hiểu là trùng là nghiệp của dòng họ. Thì bây giờ thì đó nhá, đi tìm thầy mà giải thôi. Còn mỗi thầy sẽ có cách giải khác nhau nhá. Con muốn là cậu giúp luôn cho gia đình con nữa. Trường hợp nhà bạn cậu từ chối, bạn thông cảm. Bởi vì ấy, bạn nghe này,
Một nhà mà có một trùng thôi đã khổ. Đây hai người chết vì trùng, tức là có hai thần trùng khác nhau. Nhớ. Thế là một tôi đã khổ, đây là hai. Nó không dễ dàng chút nào luôn đấy. Mà chưa kể nhìn hai trùng này của nhà bạn ấy thì thấy có làm bằng rời, nhất quyết họ không tha. Làm nghiệp là con nặng lắm ạ. Không phải nặng mà nó như một quả núi to đùng ấy. Thế bây giờ là chỉ tìm thầy giải hay sao ạ? Ừ. Cái này chỉ có thể tìm thầy giải thôi nhé. Còn ai nhận thì nhận. Cái này cậu không đang có ý kiến gì cả. Chỉ chỉ cho bạn là tại sao bị vậy thôi. Con chào cậu ạ. Cảm ơn cậu ạ. Ừ. Nhá, chào bạn. Cảm ơn. Thôi chào mọi người nhé, chúc mọi người ngủ ngon. Cảm ơn mọi người đã yêu quý. Hy vọng là ngày mai cậu lại gặp được những trường hợp thực sự là đáng cần giúp ở đền Quan Tuần, ở Linh Giang, Hải Dương. Hẹn mọi người chưa mai ở đấy. Chúc mọi người ngủ ngon.